Hello anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Chu Smart, mình là Mạnh Béo. Đợt vừa rồi thì mình nhận được khá nhiều cái comment bình luận đó là không xem được cái tính năng Picture in Picture ở trên cái phiên bản iOS 14. Và cái tính năng này thì không phải là do nó bị hỏng ở trên cái phiên bản này, mà thực chất đây là do YouTube đã chặn cái tính năng này của Apple. Và hôm nay thì mình sẽ chỉ các bạn những cái cách fix cái tính năng Picture in Picture một cách vô cùng đơn giản và dễ dàng nhé. Ok, thì đầu tiên, cái cách để các bạn có thể dễ dàng sử dụng cái tính năng Picture in Picture đó là các bạn sử dụng cho mình một cái trình duyệt khác, không phải là Safari, không phải là Chrome, đó chính là Cốc Cốc. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nhé. Đó, và khi các bạn vào Cốc Cốc này, chúng ta sẽ vào phần YouTube nhé. Mình sẽ tìm là Chu Smart này. Đây, và mình sẽ ấn cái video đầu tiên của mình. Thì ở trên Cốc Cốc chúng ta có một cái tính năng, đó là tính năng Ghim, mà khi các bạn ấn vào này, đây, chúng ta sẽ có một cái màn hình nho nhỏ giống như ở đây. Thì nó giống như là tính năng Picture in Picture. Và khi mình phát ra này, ok đó, thì chúng ta đang có ở đây đó là một cái phần màn nho nhỏ này. Nó rất giống với tính năng là Picture in Picture ở trên phần chúng ta. Và ở tính năng này thì các bạn cũng có thể là thu nhỏ được này, các bạn cũng có thể cho nó sang bên này cũng được. Nó giống như hệt cái tính năng chúng ta đó. Đây là một cách mà mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là dễ các bạn có thể làm. Nhưng mà mình nói luôn các bạn là đó là cái phần mềm Cốc Cốc này thì nó cũng giống như ở trên Chrome thôi. Chúng ta không biết khi nào YouTube sẽ chặn tính năng này ở trên cái app Cốc Cốc này. Thế cho nên là mình sẽ backup cho các bạn một phương án tiếp theo. Đó, bây giờ mình tắt này đi nhá. Cái phương án tiếp theo chúng ta sẽ dùng một cái Siri shortcut. Nhưng mà đầu tiên các bạn phải lên App Store và tải giúp mình một cái phần mềm có tên là Scriptable. Bây giờ mình sẽ lên tải cho các bạn nhá. Đây, App Store này. Và chúng ta sẽ ấn giúp mình là Scriptable nhá. Đó. Bạn nào mà chưa xem kỹ thì các bạn có thể xem kỹ tên ở cái phần này nhá. Đây, Scriptable các bạn nhá. Nó là cái ứng dụng có hai cái dấu ngoặc này này. Đó. Ở đây thì mình cũng tải rồi. Và khi mà tải về thì các bạn cứ để nguyên thôi và không cần phải động chạm gì cả. Mình sẽ chỉ các bạn ở phần sau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái series shortcut mà các bạn cần phải tải về. Và mình sẽ để link cho các bạn ở phần bên dưới. Đó là một cái series shortcut YouTube. Đây. Đó, cái tính năng này thì mình cũng đã tải về rồi, thế nên là mình sẽ không tải nữa. Nhưng mà đầu tiên thì các bạn phải bật giúp mình cái tính năng đó là không tin cậy lên nhá. Ok, và mình sẽ tiến hành vào cái phần series shortcut của mình này. Đó, và cái shortcut này nó có tên là YouTube PIP, tức là YouTube Picture in Picture. Và để sử dụng tính năng này chúng ta hãy lên app YouTube một cách thông thường. Đây, mình lại tìm Chu Smart nhá. Đó. Và khi các bạn nhận được video rồi chúng ta sẽ ấn vào phần chia sẻ nhá. Ấn phần thêm này và kéo xuống dưới sẽ có hai cái đó là Transcript này và YouTube PIP, thì ấn vào phần YouTube PIP giúp mình nhé. Đó là ngay lập tức cái video của chúng ta nó sẽ hiện ở dưới dạng thu nhỏ. Và ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể là chỉnh được tốc độ của video này, chúng ta có thể chỉnh được cả khung hình nữa. Đó, chúng ta có chỉnh được cái kích thước này hoặc là cái dữ liệu chúng ta, đó, 720 này. Và các bạn hoàn toàn có thể download luôn video tại ngay cái script này, rất đơn giản. Và khi chúng ta phát ra này, để màn hình nhá. Đó, và với cái tính năng này thì các bạn hoàn toàn có thể là phóng to này hay là thu nhỏ như thế nào các bạn, để đến đây này. Và cũng có thể là kéo sang bên đây. Đó, thì đây là một cái tính năng rất là hay, đó là một cái shortcut rất là tiện lợi. Và nếu như bạn nào quan tâm thì mình sẽ để link cho bạn ở phần mô tả, các bạn có thể ấn vào. Và nếu như bạn nào quan tâm thì mình sẽ để link của cái app shortcut này ở phần mô tả cho các bạn nhé. Ok, vậy là vừa rồi mình đã chỉ cho các bạn những cái cách để các bạn có thể fix cái tính năng Picture in Picture ở trên YouTube một cách vô cùng đơn giản. Và nếu như các bạn thấy thích cái video này thì đừng quên lại mình một like cũng là subscribe nhé. Chào các bạn.